Xin chào các bạn, hôm nay mình đang có mặt tại buổi ra mắt phim Lật Mặt Ba Chàng Khuyết của ca sĩ Lý Hải. Thì khởi chiếu ngày 20 tháng 4 năm 2018, và hôm nay mình sẽ live stream cho các bạn xem tham quan vòng quanh ở đây với các anh chị em ca sĩ nha. Đây, nhân vật chính của chúng ta ở đây đang cùng chụp hình lưu niệm với các diễn viên có mặt trong phim và những ca sĩ được mời đến đây. Xin chào cả nhà. Sau này stream cho các bạn xem nha. Có rất nhiều. Quỳnh Yến ơi, chia sẻ lên tường giùm anh nha. Đang có mặt tại Vivo City ở quận 7, ở đường Nguyễn Văn Văn Linh ạ. Chị Hà, đợi để quay chút xíu nữa, quay sẽ quay cho chị Hà cho các chị xem. Quỳnh đang quay sơ lược tổng thể thôi. Bây giờ mình phải đi một vòng nha. Các anh chị muốn gặp chị Minh Hà đây ha. Đây, chị Minh Hà đang bận bàn công việc với các bạn ở đây, gặp gỡ với các bạn diễn viên ở đây. Đây, chị Minh Hà đây. Chị Hà ơi, chào cả nhà đi. Đang live stream với chị. Tham quan cái ở đây cho các anh chị xem nha. Và bây giờ,
phúc tốt đẹp của các anh chị đến Mỹ Hải và Minh Hà rất nhiều. Để xem phim của Ba Chàng Quyết của Lật Mặt của Lý Hải và Minh Hà. Nhiều. Không còn xa nữa đâu, chỉ tới ngày 20 tháng 4 thôi là được công chiếu toàn quốc rồi. Các bạn có thể đến rạp phim, đây là ngày 20 tháng 4 năm 2018 sẽ công chiếu toàn quốc. Tất cả các rạp ở toàn quốc luôn. Ba Chàng Quyết của ca sĩ Lý Hải
này để cho nhiều người biết đến phim và đi ủng hộ ca sĩ Lý Hải nhiều hơn nha. Đúng rồi, dễ thương chân ngắn hả? Vivo City ở quận 7 hiện đang livestream luôn. Ở ngoài kia có những bạn đang xếp hàng để nhận vé rất là nhiều. Bây giờ đông quá mình không thể đi ra ngoài được. Xem phim chung với